Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức trong tuần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Talk Show của chương trình Tiêu dùng 247. Quý vị thân mến, có thể nói là nuôi trồng thủy sản là một ngành nghề được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn đối với rất là nhiều tỉnh thành trên cả nước. Và trước những biến đổi về thời tiết khí hậu thì ngành nghề này phải đối mặt với không ít những thử thách đến từ môi trường và đến định hướng phát triển nông ngư nghiệp bền vững của nước nhà. Và cụ thể đó chính là việc xử lý ao đầm và chất thải trong nuôi tôm vẫn còn là một bài toán mà chúng ta cần phải tìm lời giải đáp. Vậy thì cụ thể trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia trong lĩnh vực này để tìm lời giải đáp về vấn đề này quý vị nhé. Cho phép Kim Quý xin được giới thiệu những khách mời đặc biệt có mặt trong chương trình Tiêu dùng 247 ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị ông Ryan Brockelsby, Tổng Giám đốc của IDM, ngành dinh dưỡng vật nuôi Việt Nam và Campuchia. Xin chào. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Minh Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển và Nghiên cứu nhánh IDM dinh dưỡng vật nuôi châu Á. Xin chào MC Kim Quý, xin chào khán giả đang theo dõi chương trình. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Và với cái câu hỏi đầu tiên thì cho phép Kim Quý xin được hỏi ông Ryan. Trước những áp lực cạnh tranh thì ngày càng có nhiều doanh nghiệp, người nuôi tôm đã áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên thì việc áp dụng cái giải pháp mô hình xử lý nước thải đạt yêu cầu vẫn còn gặp khá là nhiều khó khăn tại Việt Nam. Vậy thì dưới góc nhìn của ông đánh giá như thế nào về việc này ạ? Không chỉ ở Việt Nam, mà ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, việc áp dụng các mô hình nuôi bền vững đều gặp nhiều khó khăn ở những bước đầu tiên. Nguyên nhân đến từ việc người nuôi đã quen với cách làm truyền thống, ngại đổi mới vì giải pháp mới có thể đòi hỏi kỹ thuật cao, tốn thời gian để vận hành, chi phí đầu tư tăng và mất nhiều công sức. Vậy nên, thực trạng là các trang trại nuôi tôm chưa thực sự chú trọng vào việc xử lý chất thải là điều không tránh khỏi. Hiện nay, Việt Nam là một quốc gia tích cực trong xu thế chuyển đổi sang phát triển nông nghiệp bền vững, và đây cũng là vấn đề ưu tiên của tập đoàn ADM. Khi đầu tư vào thị trường Việt Nam, chúng tôi cũng nhận thấy nhiều thách thức cần phải vượt qua để nâng cao nhận thức về sản xuất bền vững. Do vậy, chúng ta cần có những giải pháp, những mô hình nuôi thủy sản mới, hướng đến việc bảo vệ tiết kiệm nguồn nước, quản lý chất thải trong ao tốt, hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường tự nhiên. Trong đó, hai yêu cầu then chốt để đưa mô hình vào sản xuất là có thể áp dụng trong điều kiện thực tế địa phương và đảm bảo chi phí sản xuất cạnh tranh. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của ông. Và có thể thấy là khi mà nghe nói đến cái việc là xử lý chất thải nè, thì chúng ta sẽ ngay lập tức hình dung là đó không phải là một cái việc mà một sớm một chiều, một thời gian ngắn thì có thể thực hiện được, mà nó cần một thời gian nhất định nè. Và chúng ta cũng cần phải xây dựng thành một cái hệ thống và cũng như là xây dựng thành một cái quy trình. Và đặc biệt là cần sự hành động một cách đồng bộ từ các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp cũng như là người nuôi. Vậy thì Kim Quý được biết là ADM là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về dinh dưỡng cho người và vật nuôi. Trong đó thì việc cung cấp các giải pháp giúp cho người nuôi hướng tới phát triển bền vững trong ngành thủy sản thì đang là một trong những hoạt động được chú trọng. Vậy thì hiện tại thì Kim Quý đang tò mò không biết là ADM đã đưa ra những giải pháp như thế nào trước thực trạng là ngành nuôi tôm hiện nay đang gặp phải. Dạ, xin mời ông. Như bạn đã biết, ADM là một tập đoàn hàng đầu về nông nghiệp, đến nay đã 120 năm, có mặt ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phát triển bền vững là tiêu chí hàng đầu trong các hoạt động kinh doanh. Chúng tôi có chương trình hành động Strive 35 về giảm thiểu khí thải nhà kính, tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải và giảm lượng nước sử dụng. Việt Nam là một quốc gia hàng đầu về nuôi tôm. Người nuôi có kỹ năng và nhiều kinh nghiệm tốt. Mô hình nuôi tôm phổ biến hiện nay chủ yếu là thay nước nhiều. Nhưng về lâu dài, tính bền vững không được đảm bảo do hoạt động nuôi thâm canh mật độ cao, ý thức xử lý nước thải ra môi trường chưa tốt, dịch bệnh gia tăng từ nguồn nước ngày càng ô nhiễm. Trước thực trạng đó, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển thành công mô hình nuôi tôm thâm canh BioSpec. Đây là mô hình nuôi hiệu quả và chú trọng tiêu chí bền vững, đó là hướng tới giảm lượng nước sử dụng và tuân thủ những quy định về bảo vệ môi trường và cộng đồng xung quanh. Thưa ông Minh Anh, Kim Quý vừa nghe ông Ryan chia sẻ về BioSpec
thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái xu hướng nuôi thâm canh và mô hình BioSeaBag này được không ạ? Như chúng ta đã biết là nuôi tôm thẻ thâm canh đã trở nên rất phổ biến ở các nước trong khu vực châu Á, bao gồm Việt Nam. Và để tăng mật độ nuôi thì người nuôi phải tăng cường thay nước để duy trì chất lượng nước ao phù hợp với nhu cầu sống của tôm. Và kỹ thuật này thường sử dụng lượng lớn hóa chất để xử lý nước. Và chính điều này đã làm gia tăng chi phí và nguy cơ dư lượng về hóa chất trong tôm khi thu hoạch. Ngoài ra, việc xả thải lượng nước lớn chưa được xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại môi trường xung quanh và có thể gây bùng phát dịch bệnh. Vậy BioSeaBag là gì? BioSeaBag là một giải pháp nuôi thâm canh hiệu quả và bền vững. Cụ thể có 4 yếu tố tạo nên sự thành công của BioSeaBag. Chính là thứ nhất là nuôi hiệu quả bằng việc giảm chi phí xử lý nước và sử dụng thuốc trong toàn bộ quy trình ương và nuôi. Tỷ lệ sống cao, tăng tỷ lệ thành công và đặc biệt là có thể tăng số vụ nuôi trên một năm. Yếu tố thứ hai chính là quản lý nước tốt, giảm hàm lượng khí độc trong nước ao nuôi, đặc biệt là ammonia và NO2. Kiểm soát tốt vi khuẩn gây bệnh như Vibrio ở mức cho phép và giảm lượng thải bằng việc sử dụng thức ăn chất lượng cao, cân bằng về dinh dưỡng và các vi sinh có lợi. Yếu tố thứ ba là tuân thủ an toàn vệ sinh học, chủ động ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong trại nuôi cũng như các khu vực nuôi xung quanh bằng một quy trình an toàn sinh học chặt chẽ và phù hợp. Yếu tố thứ tư là đảm bảo bền vững, giảm lượng nước sử dụng trong toàn bộ quy trình ương nuôi, hỗ trợ đảm bảo chất lượng nước tốt khi gặp điều kiện bất lợi như vào mùa mưa, độ mặn thấp hoặc mùa dịch bệnh. Đặc biệt, không xả thải nước chưa xử lý vào môi trường, đảm bảo sự đa dạng sinh học trong môi trường tự nhiên, không sử dụng chất kháng sinh trong toàn bộ quy trình nuôi. Có thể nói một cách ngắn gọn như này, mô hình BioSeaBag giúp giảm thiểu tối đa stress ở tôm nuôi và đảm bảo hiệu quả kinh tế cho nuôi tôm, bền vững và phù hợp với đặc thù nuôi tôm thâm canh ở khu vực châu Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của Giám đốc Minh Anh. Và như những gì mà ông chia sẻ thì Kim Quý thấy là BioSeaBag quả thật là một xu hướng nuôi thâm canh và là một mô hình mà mang lại rất là nhiều những lợi ích hiện tại cho những người đang hoạt động trong ngành nghề này. Vậy thì cho phép Kim Quý được hỏi ông Ryan là trong thời gian sắp tới thì mình sẽ có những cái xu hướng phát triển, những cái mục tiêu phát triển cùng với BioSeaBag như thế nào? Ông có thể chia sẻ được không ạ? Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến mô hình BioSeaBag theo hướng tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bao gồm theo dõi liên tục các yếu tố môi trường, chương trình cho ăn theo nhu cầu thực, dự báo tăng trọng. Bên cạnh đó, ADM đang tập trung phát triển các giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ tăng trọng, tăng cường sức khỏe, chủ động phòng bệnh như thức ăn chức năng, thức ăn theo mùa, thức ăn theo điều kiện nuôi. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ của ông. Và thưa quý vị, để hiểu nhiều hơn về xu hướng nuôi thâm canh BioSeaBag cũng như là những hiệu quả mà mô hình này mang lại, thì ngay bây giờ Kim Quý xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện sau đây. Hiện nay, việc áp dụng những mô hình nuôi tôm bền vững gặp không ít những thách thức như kỹ thuật vận hành, chi phí đầu ra và việc thực thi các chính sách bảo vệ môi trường. Sau thời gian nghiên cứu và phát triển, mô hình nuôi tôm thâm canh hiệu quả và bền vững BioSeaBag đã chính thức ra mắt người nuôi tôm vào năm 2017. Mô hình này hiện được ADM nhân rộng ở các trại nuôi tôm của khách hàng và nhận được phản hồi tích cực. Trải qua 5 năm vận hành, với hơn 60 chu kỳ ương nuôi, trung tâm nghiên cứu ADM đã thu thập tương đối đầy đủ các dữ liệu về biến động môi trường bể ương ao nuôi, tốc độ tăng trưởng gắn liền với các chương trình cho ăn, kinh nghiệm quản lý stress và dịch bệnh. Đây là nền tảng để vận hành bể ao nuôi tôm một cách có hiệu quả và bền vững. Chúng tôi chọn ứng dụng cái mô hình BioSeaBag ở nhà bè. Đây là cái vùng đất cũng không thuận lợi lắm về nuôi tôm bởi vì là độ mặn thấp nè, vùng bãi hữu cơ cao nè và nó là bị phèn.
Tuy nhiên là kết quả thu được khá là khả quan. Tỷ lệ sống ở cái giai đoạn ương thì đạt từ 85-88%, tương ứng với cái bể lọc sinh học và ao tuần hoàn. Còn đối với mà ao nuôi thương phẩm thì đạt trên 80%. Và tốc độ tăng trưởng ADG thì từ 0,26 đến 0,4 gram trên ngày. Và sinh khối có thể lên đến là 5 kg trên 1 mét khối. Và cái mô hình này thì nó giảm đáng kể cái lượng nước sử dụng. Ví dụ như đối với đoạn ương đi thì bình thường từ 9 đến 12 lòng, nhưng mà ở đây thì từ 1 đến 2 lòng. Và có thể chạy tối đa là 5 vụ nuôi trên năm. Điều quan trọng là mô hình BioSeaBack có thể kết hợp rất hiệu quả với các mô hình đang áp dụng tại trại ao nuôi, vì ao tuần hoàn và bể lọc sinh học là phương án dự phòng an toàn cho trại nuôi vào những giai đoạn khó khăn về nguồn nước như mùa mưa hoặc thời điểm dịch bệnh bùng phát. Con tôm được sản xuất từ mô hình BioSeaBack đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc từ các thị trường nhập khẩu, giúp vùng nuôi duy trì phát triển bền vững vì giảm áp lực chất thải từ ao nuôi, giảm lượng nước sử dụng và giảm nguy cơ dịch bệnh. Vâng, thưa quý vị, qua những chia sẻ mà những vị khách mời của chúng ta mang đến trong chương trình ngày hôm nay thì có thể thấy rằng mô hình nuôi tôm thâm canh BioSeaBack đã và đang ngày càng phát triển nhiều hơn nữa và trở thành một mô hình mang đến rất nhiều hiệu quả, bền vững, đúng như tiêu chí ban đầu đã đặt ra. Và Kim Quý tin chắc rằng trong thời gian sắp tới đây thì mô hình này sẽ ngày càng phát triển nhiều hơn và trở thành một bước đột phá trong ngành thủy sản nói chung và ngành nuôi tôm nói riêng. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe những chia sẻ mà chúng tôi mang đến trong chương trình ngày hôm nay. Đừng quên đón xem chương trình Tiêu dùng 247 ở những số phát sóng lần sau để chúng ta có thể có nhiều buổi trò chuyện hơn nữa và được cung cấp nhiều kiến thức hơn nữa quý vị nhé. Xin được cảm ơn ông Ryan và ông Minh Anh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau.